đây là sản phẩm chồng mình bảo là phải để chồng mình tư vấn, mình không được tư vấn. Nó có gì đâu. Ví dụ bây giờ là mình thấy là chị em phụ nữ thì người ta cũng có cái dung dịch vệ sinh của người ta. Thế thì mình cũng làm ra cái bọt dung dịch vệ sinh lam. Thế cái này là khi mình khi anh em mình tắm rửa xong rồi mình lại dùng qua cái này nữa. Mình lại dùng qua cái này nữa thì nó sẽ rất là ok. Nó sẽ mát mẻ mà không gây ngứa ngáy. Đấy cái vùng kín của mình. Này HB Men cũng được trợ giá đấy. Trợ bao nhiêu em? Còn 350 và 208. Ủa? Cái này mình chỉ việc mình khi mình đi tắm xong là mình chỉ việc bóp ra đây. Bóp ra. Thơm lắm mọi người ạ. Xong mình rửa lại mà bằng nước sát vào đấy xong mình rửa lại bằng nước thế là ok rồi nè. Cảm ơn tí nhỏ. Nó rất là mát mẻ. Thế mình nằm ngủ rất là mát mẻ, kể cả mình mặc áo mặc xịt thì rất là mát mẻ. Cảm ơn cô anh KT. Thế mình dùng cái sản phẩm này. Thế là thật sự là tức là về cái HB Men này là ngày xưa mình đã thường hay xài mỹ phẩm lên rồi. Thế thì bây giờ là tức mình về thì mình muốn là tạo ra một cái dòng riêng cho nam giới nhà mình. Bằng đúng mà bằng đúng cái tính cách mạnh mẽ nha, bằng đúng tính cách mạnh mẽ mình muốn là sản phẩm mình phải mạnh mẽ mà là đại chúng phổ cập đến tất cả, từ những người bình thường cũng dùng được cho đến các vận động viên thể thao rồi cho đến những bạn nào trong số cũng có thể dùng được cái sản phẩm này. Ui, mấy chục người đã vẫn mua rồi mạnh mẽ. Đấy. Đây là thơm nhỏ bọt vệ sinh, nói thế là anh em hiểu, mình không nói nhiều để đi rửa tay đã.